Chào buổi sáng tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Cuộc Sống Xứ Nẩu. Hiện tại bây giờ là 6 giờ sáng. Mình đang đứng tại bãi biển thành phố Tuy Hòa. Đây là bãi tắm đường Trần Phú nha mọi người. Hôm nay không khí ở biển Trần Phú, thành phố Tuy Hòa nhìn rất là nhộn nhịp. Bây giờ mình mời mọi người cùng xem qua nha. Biển thành phố Tuy Hòa, bãi tắm đường Trần Phú sáng ngày hôm nay thật là êm. Không khí buổi sáng ngày hôm nay mình thấy là mọi người đi tắm biển rất là đông. Và nước biển ngày hôm nay rất là êm luôn. Đèn xe trước kia, rất là xe kia. Là từ trước đó là hướng bãi tắm đường Nguyễn Huệ cho đến ra thẳng khu sau này. Khu sau này thì mình đang đứng là bãi đường Trần Phú. Và có một bãi ở ngoài xe ngoài kia là đường Nguyễn Hữu Thọ. Tất cả bãi tắm đều rất là đông người. Buổi sáng ở đây nhìn rất là lung linh, rất là đẹp đó mọi người. Ở sáng ngày hôm nay mình tới biển Tuy Hòa vào lúc 5 giờ sáng. Và mình thấy không khí ở đây thật là mát mẻ, nhộn nhịp. Mời mọi người xem qua những cảnh buổi sáng mình đã ghi lại nha.
toàn cảnh biển thành phố Tuy Hòa vào buổi sáng đó mọi người. Mọi người thấy biển Tuy Hòa buổi sáng ngày hôm nay có đẹp không? Rồi, bây giờ mình xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video biển Tuy Hòa vào buổi sáng. Đây là bãi tắm đường Trần Phú. Mọi người chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cho mình một like, một share. Rồi, cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau của Phú Yên. Chào tạm biệt.